Xe điện Hyundai Ioniq 5 chính thức ra mắt thị trường tại Việt Nam, với gói pin 72,6 kW, di chuyển tối đa lên tới 450 km. Hyundai Ioniq 5 là mẫu xe ô tô điện chính hãng nước ngoài, đầu tiên chào sân thị trường Việt Nam. Sáng 26 tháng 4, tập đoàn TC Moto, đơn vị phân phối chính thức xe Hyundai tại Việt Nam, đã chính thức cho ra mắt mẫu xe điện đầu tiên mang thương hiệu Hyundai trên dải đất hình chữ S. Ngoài ra, đây cũng là mẫu xe điện chính hãng nước ngoài, đầu tiên tham chiến ở thị trường nước ta. Hyundai Ioniq 5 sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là 4.635 x 1.890 x 1.605 mm, chiều dài cơ sở 3.000 mm. Hyundai tuyên bố rằng Ioniq 5 cung cấp không gian nội thất của một chiếc xe nằm ở phân khúc trên. Nếu so sánh với VinFast VF8, mẫu xe điện Hàn Quốc dài hơn, nhưng hẹp hơn 10mm và thấp hơn 55mm vì kiểu dáng SUV-like hatchback. Trong khi đó, VF-E34 lại có phần thông số kích thước nhỏ hơn toàn diện. Có lẽ VF7 là mẫu xe vừa tầm nhất trong dàn sản phẩm xe điện của VinFast, được định vị cùng phân khúc với Ioniq 5. Ở cấu hình tiêu chuẩn, khoang hành lý mẫu xe điện nhà Hyundai sẽ có dung tích là 581 lít. Ngoài ra, hàng ghế sau cũng có thể được gập lên, để tăng dung tích chở hàng hóa lên tới 1.600 lít. Ioniq 5 được xây dựng trên nền tảng EGMP, Electric Global Modular Platform, chuyên dụng dành cho xe điện của nhà sản xuất Hyundai. Ngoài ra, nền tảng này cũng sẽ được áp dụng cho mẫu xe điện Kia EV6 dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 6 tới. Ioniq 5 tại Việt Nam được cung cấp duy nhất một tùy chọn gói pin 72,6 kW có thể di chuyển, với quãng đường tối đa mỗi lần sạc là 450 km. Đáp ứng cấu trúc điện kép 400V 800V, cho phép tương thích bộ sạc nhanh DC 350kW kép với tốc độ sạc từ 10-80% chỉ trong 18 phút, và 56 phút với chạm sạc 50kW kép để sạc từ 20-80%. Nếu sử dụng bộ sạc tiêu chuẩn AC 10,9 kW, thì chỉ mất 6,6 giờ sạc đầy 100%. Ngoài ra, hệ thống pin điện trên Ioniq 5 còn được bảo vệ bằng các lớp giáp chống va chạm vật lý và hệ thống rơ le tự ngắt khi phát hiện quá nhiệt hoặc sự cố xảy ra, hạn chế nguy cơ mất an toàn từ cháy nổ. Đi kèm với gói pin 72,6 kW kể trên chính là hệ thống chuyển động với một motor điện cho khả năng sinh công lên tới 214 mã lực với sức kéo tối đa đạt 350 Newton. Hyundai tận dụng tối đa nền tảng ép chuyên dụng bằng cách sử dụng sàn hoàn toàn bằng phẳng. Cách bố trí này ngoài tăng thêm chỗ để chân, nó đã cho phép các kỹ sư tạo nên một khoảng trống giữa hàng ghế trước nhờ cụm điều khiển giữa hai ghế ngồi có khả năng trượt hành trình đến 140mm. Điều này sẽ tỏ ra hữu ích trong một bãi đậu xe hẹp vì người lái có thể dễ dàng thoát ra khỏi xe qua cửa hành khách và ngược lại. Bảng táp lô của Hyundai Ioniq 5 được thiết kế theo phong cách tối giản minimalism, loại bỏ các chi tiết thừa, kết hợp cùng những công nghệ hiện đại hàng đầu. Ioniq 5 trang bị cặp màn hình có kích thước 12,3 inch nối liền, màn hình cảm ứng thông tin và màn hình giải trí, thiết lập đa chức năng. Xe được trang bị hệ thống âm thanh Bose cao cấp, cùng các chuẩn hệ thống giải trí thời thượng nhất hiện nay như Android Auto, trên Apple CarPlay cùng với camera 360 độ. Ngoài ra, hệ thống điện trên Hyundai Ioniq 5 cũng hỗ trợ Vehicle To Load, V2L, về cơ bản là khả năng cấp ngược điện cho các thiết bị dân dụng thông qua hệ thống ổ cắm trên xe. Công suất tối đa của hệ thống này đáp ứng được đạt tới 3600W, đủ đáp ứng cho một dàn âm thanh biểu diễn ngoài trời cỡ vừa. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.